Sở Y tế vừa ban hành kế hoạch tổ chức triển khai đợt cao điểm tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi nhắc lại trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Đợt cao điểm này sẽ diễn ra từ ngày 20 đến ngày 30 tháng 6 nhằm tiếp tục duy trì trạng thái miễn dịch cộng đồng với virus SARS-CoV-2, tiếp tục kiểm soát ổn định dịch bệnh COVID-19. Đối tượng được tiêm mũi nhắc lại trong đợt này bao gồm các đối tượng chưa tiêm đủ liều vaccine, chưa tiêm nhắc lại lần 1, lần 2, Cán bộ thuộc các sở, ngành, đơn vị đã tiêm mũi nhắc lại lần 1, đủ điều kiện khoảng cách ít nhất là 4 tháng sau mũi 3, mũi nhắc lại lần 1, và người đã mắc COVID sau tiêm mũi 3 bị trì hoãn 3 tháng sau khi mắc COVID-19 kể từ ngày khỏi. Đợt tiêm sẽ diễn ra đồng loạt tại các điểm tiêm tuyến tỉnh gồm Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản Nhi, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, Bệnh viện Y học cổ truyền, Bệnh viện Phục hồi chức năng, Bệnh viện Nội tiết, Tại tuyến huyện sẽ tổ chức triển khai tại các điểm tiêm lưu động và cố định trên địa bàn huyện quản lý.